Này ba này để bán đúng không? Không, gửi sang bên nước ngoài. Rồi mang nước ngoài để bán chứ. Ừ. Nó bữa sau mà bán bằng chị cậu á, bằng ngại á, ngại mà thế là nếu mà không ấy á thì mà... này có hai cái máy thôi, nếu mà tầm tiền nó tầm thế thôi, nếu mà không, nếu mà làm lâu dài thì nên mua, còn không thì lâu dài thì mình chỉ cho cái nơi nó chuyên hút luôn, nó chuyên hút nó hút thôi. Thế à, bao nhiêu á? 249 bình thường á, nó mới lấy cái mà nó lấy cái loại nó hút nhanh á, nó hút 24. Hai trăm bốn chín mình hơn. Mà cậu cứ chụp hình hai cái máy nữa. Cái này là phân chia gói là hai cân là hay là cứ bỏ đầy à? Bỏ ướt trứng mà. Không thì bỏ đầy lên một tí. Đầy lên nha. Ừ, đầy lên đánh nhanh, hút cũng nhanh, tại vì cái này nó hút một lần nó hơi tốn dầu. Kêu chưa? Nó đang kêu thông số. Nó nhỏ quá nhỉ. Bỏ đầy. Rút lại hết mà, rút hết chương khí bên trong mà. Đây, trời bớt tớ bỏ đầy. Bỏ đầy lên. Đúng rồi. Đây kéo cái nhỏ nhỏ kia đây còn chạy chưa? Mới ra tí hết rồi một cái đó.